Kính chào tất cả các bác đam mê âm thanh vãi trên toàn quốc. Mình Không Có Audio hôm nay xin giới thiệu với các bác một số mẫu loa bên em mới khui công hàng Nhật vãi Âu Mỹ về. Và những em hàng tuyển chọn đẹp long lanh luôn. Toàn hàng đẹp hết các bác ạ, không có nào xấu cả. Đẹp long lanh luôn. Đây là âm ly bên em nhé các bác nhé. Mặt mũi sáng sủa lắm. Dàn âm ly này bên em thì tùng toàn dùng điện 22 hết các bác nhé. Vì là hàng Nhật xuất Âu Mỹ dùng điện 220 hết, không phải cục đường nguồn nữa. Các bác mua về cắm điện của mình là dùng được luôn. Toàn đẹp đó các bác. Em vào báo giá luôn các bác một số đôi loa bên em nhé. Các bác đang nghe đây là đôi DK3 HRC, loại loa châu Âu các bác nhé. Bảy thùng vách kiểu gỗ, bóng đẹp lắm. Tụi này không chê điểm gì cả. Tụi này bên em hiện tại là để các bác giá 10 triệu. Chưa là mùi em nói đấy. Đẹp hết ý luôn. Đời em vắng lòng và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm, nến trong bóng đêm sao lơ luôn. Đây đôi Galafi cũng là hàng châu Âu, để các bác giá là 7,5 triệu nhá. Này cũng kiểu dán sân cổ điển, nhìn cũng thùng vách cũng quần cũ hết. Nó có nút tinh chỉnh để CBN ở ngoài luôn. Đôi này đôi Diatun 35B MK2 5 mã. Em để các bác giá 4,5 triệu. Đôi này cũng đẹp hết ý luôn. Khuyết điểm gì cả, toàn hàng tuyển chọn. Đôi này là đôi MTX AL124, này có hàng Âu Mỹ luôn các bạn. Em để các bác giá 7,7 triệu. Con này thì họa tiết vân gỗ chấm bi, nhìn rất là mượt mà. Một bát, hai chết, một loa chung. Tuyệt vời luôn. Tiếp theo đây cũng là một siêu phẩm. Em này là em Bioler CSE 700. Này đẹp long lanh luôn, hàng hiếm có các bạn. Tối này mà kết hợp với những con âm đi đài lưng mà gỗ thì chấm hết luôn. Con này em để các bác giá 10 triệu nhá. Con này hàng đẹp bóng lanh, chị thị trường phải bán 13 triệu, em để các bác 10 triệu. Đẹp lắm. Con này con Bentun MSB 340. Em để các bác giá 8 triệu. Toàn hàng đẹp tuyển chọn rồi, các bác không phải nghĩ, không chê một điểm gì cả. Nhìn cái là ưng luôn à, phần âm thì không phải nghĩ à. Các bác yêu quý bộ đôi nào thì lên
hệ Zalo của em thì em sẽ ghép với âm ly cho các bạn thưởng thức chất âm của từng em một. Tiếp theo đây còn Onkyo M6 cũng đẹp long lanh luôn, em để các bạn giá 6.6 triệu chồng hết các bạn. Đây, em xuống vô nguyên bụi từ lầu từ công xuống nguyên từ bóng này. Tôi HS50F này thì em để các bác giá 6.5 triệu, cái này cũng đẹp luôn, hoàn toàn hàng đẹp. Đây, cái trang trí nó kiểu giống như mặt trống, trong thì nó vẫn là vàng nhôm nhưng mà anh ngoài trang trí thôi. Còn đôi này thì đôi Victor 202, đôi này thì bên em thùng vách mông mông lại rồi. Đôi này thì em để các bác giá 4 triệu thôi. Đôi này nhìn cũng đẹp, chất âm thì nó vẫn nguyên bản các nhá, không ảnh hưởng gì cả, chỉ mông má lại thùng vách bên ngoài thôi. Đây căng ở đây. Tôi nhìn ngoài đẹp lắm các bạn. Đôi này đôi Solix AS300. Em để các bác giá 7.5 triệu. Đôi này thùng vách cũng kiểu dáng vân gỗ thôi, nhìn rất là đẹp. Đây chưa lo chùi gì làm vỡ nguyên bụi. Đôi toàn hàng đẹp các bạn. Đôi này thì là cũng là thuộc dạng hàng hiếm đấy, vừa hiếm lại vừa đẹp. Đôi loa Ba Lan các bác nhá. Đôi này cũng là hàng hiếm có, khui lâu lắm mới được một con này, đôi này các bạn. Đôi này em để các bác giá 7.5 triệu luôn. Không một vết xước gì cả. Nói chung là con này đẹp hoàn hảo. Tiếp theo đây là con Bioner CS F700. Con này em để các bác 6.5 triệu. Nói chung là hàng bên em các bác không phải nghĩ gì cả, toàn hàng đẹp tuyển chọn. Giá này mềm, đẹp, nhìn thì yêu luôn. Tiếp sau đây cũng là con Victor GS606. Con này thì kiểu dáng đẹp hơn 202 một tí, thì em để các bác giá 5.5 triệu. Đẹp lắm. Này thùng vách thì cũng làm lại các bác nhé. Thùng vách cũng làm lại. Bên ngoài làm lại, ở bên ngoài hết. Bên trong thì nội thất thì nguyên xi của Nhật. Còn cặp này thì là cặp loa Mỹ rồi, xuất Mỹ, Hekit. Con này nhìn thì bướng lắm. Con này thì chơi tất cả thể loại nhạc khẩm hố luôn. Nhìn nó đẹp sang trọng, một kiểu dáng châu Âu. Thùng đẹp lắm, cho đồng thì đẳng cấp luôn. Con này thì bên em đang bán 15 triệu các bác nhé. Còn cặp trong này thì nhìn kiểu dáng kiểu tân cổ điển này thì còn Pioneer CS330 này thì em để các bác giá 4 triệu. Này kết hợp với những con âm ly đài mà mặt khui gỗ đẹp. Còn đây là dàn âm ly bên em thì nhiều mẫu lắm các bạn, em giới thiệu qua một số mẫu. Đây toàn là ly châu Âu các bác nhá. Còn trên này còn Nico TRM600 này. Còn dưới là con Akai Shell G-Cyber A1100. Còn dưới là con Pioneer SX424. Còn dưới là con Rat
dưới cùng là con Tiento với Dixon. Còn con này là con Cox CR210A. Con này con Brand này. Con này dưới Scott này. A437. Con dưới là đời sau hơn một tí là con Scott 307L. Con này con Sandro Sergio Decipher. Con dưới là con Grab Model 86. Con dưới là Lookman L190A. Con dưới là hàng cực hiếm luôn là con Pioneer SX9930 các bác nhé. Nhìn đẹp long lanh luôn. Nói chung là toàn hàng đẹp. Có nhiều mẫu lắm. Đẹp long lanh các bạn. Các bác mua hàng thì liên hệ số điện thoại online bên em nhé. Em xin kết thúc video đây. Các bác thấy hay bấm chia sẻ và like fanpage cho em. Em xin cảm ơn.